Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube Kèm Shopper. Thì hôm nay thì đoàn của mình đã đi đến là sắp đến là điện mùa hông rồi. Ở đây là ở dưới chân điện mùa hông. Thì đoàn của Kèm á thì đã chuẩn bị đã lên rồi. Giờ này cũng khoảng là sắp 5 giờ chiều rồi. Ồ, lên lội ở đây rất là mệt luôn á, thở khì khào luôn. Cả nhà xem, cả nhà thông cảm nha, lội này rất là mệt và thở luôn á. Tất cả đoàn nè. Đó, đây là ba vợ của mình nha. Cảm chào các ba. Đó. Cái bên là mẹ vợ của mình. Cái bên là chị mình. Chị thứ tư nè, chị thứ hai. Còn ở sau, phía sau nữa. Đó, chị thứ năm mình. Chị thứ năm mình. Đó, thấy chưa? Đó. Sao thằng cháu của mình luôn nha. À, thì bây giờ á thì đoàn ra sắp đến rồi. À, còn sao con nữa, còn anh thứ hai mình đó còn sau lưng nữa kìa. Thì đoàn của mình sẽ tiếp tục đi lên để lên chánh điện Điện Mùa Hông. Mình sẽ review tiếp cho cả nhà cùng xem đó nha. Đi lên đây mình nói chung là rất là mệt luôn cả nhà, thở khì khào luôn. Lội lên những cái bậc đá nè, lội lên cái đỉnh cũng rất là cao. Đoàn của mình đã đi ở phía trước rồi, mình đi phía sau. Đi chừng nào đến trên chánh điện Bồ Hông á thì mình sẽ review cho cả nhà xem tiếp tục nữa nha. Đoàn mình đi tiếp tục nè. Đây những là mấy cái phòng trọ để mà khi du khách mình để đến này biến á. Để... sẽ có mình sẽ đặt cái phòng nha, nhưng mà đoàn mình chưa có tới cái chỗ mà mỗi năm á mình đi mình đặt phòng thì mình cứ tiếp tục đi tiếp tục theo nha. Wow, đi cái này là nói chung là hơi hám, là thở là khì khào luôn. Đoàn của mình cứ tiếp tục đi. Cái dốc đi cũng rất là cao nhưng mà cũng chưa có tới trên điện Bồ Hông. Chắc là đoàn mình đi đến sắm sửa cũng gần tới nơi á, thì đoàn sẽ ở đó để mà nghỉ ngơi. Đêm nay nghỉ ngơi ở trên đây, rồi ngày sáng mai mới là cuộc hành trình tiếp theo. Đó, đoàn của mình sẽ đi đến cái nhà trọ Nghĩa Thu này, sẽ nghỉ ngơi ở đây đêm nay. Thì đoàn sẽ ở đây là ăn uống và xong rồi nghỉ ngơi. Rất là đông, rất là nhiều du khách vô đây cũng đã ở nghỉ rồi. Đi hả? Đi đâu? Kiếm chỗ ngủ. Đúng rồi. Đoàn bây giờ bắt đầu kiếm chỗ có chỗ ngủ. Ở nghỉ ngơi rồi bắt đầu mới lên trên điện cúng. Rồi một lát mình sẽ review cho cả nhà xem tiếp tục đó nha. Xin chào cả nhà nha. Bây giờ hiện tại đoàn của mình bây giờ hiện tại là đã ghé trong một cái nhà nghỉ để mà sạn đồ đạc, để mà một mâm cơm để mà chuẩn bị lên cúng của quyền ông bà thì cũng đã sẵn sàng hết rồi. Thì mình trên của quyền trăm họ thì hiện tại bây giờ rất là đông trong khách thập phương đến mà viếng cúng, thì mình đây đó ở đây thì mình sẽ chờ đợi cho khách chừng nào xuống bớt thì mình mới
đem mâm cơm lên để mà dâng lên cứu quyền bà nha. Thì hiện tại thì mình còn ở dưới chân nha. Rồi rồi mình sẽ review những cái món để mình chuẩn bị lên cúng cho tổ tiên bà mình sẽ review cho cả nhà cùng xem. Đây là mình cái mâm cơm, cái mình nãy mình ghé chỗ chủ quán á, mình đã đặt cái những cái một mâm cơm nè, mình đặt tới 2 mâm cơm. Là toàn là những là đồ chay không nha. Mâm cơm là toàn bộ là đồ chay hết tất cả. 2 mâm cơm luôn. 2 mâm cơm và một là mâm bánh xèo. Có rau núi nha. Rồi mình có kèm thêm là mua bánh, thêm bánh, rồi thêm nước. Đó, mình toàn bộ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nhưng mà mình vẫn còn đợi khách trên chánh điện đang cúng. Thì mỗi người đều cũng có một cái sự là để mà ai tới trước thì cúng trước, còn ai tới sau thì cúng sau. Thì mình ở đây mình phải chờ đợi thôi. Chừng nào mình sẽ cúng mâm cơm là xong xuôi rồi á, thì một lát thì đoàn của kiềm rapper sẽ xuống ở cái nhà trọ nãy đó, rồi sẽ gia đình sẽ dùng cơm sau, thì mình sẽ review cho cả nhà xem tiếp tục đó nha. Cả nhà ơi, thì hồi nãy giờ mình lên trên điện á, cái quyền ông bà trăm họ đó, mình đã cúng rồi, khách thập phương cúng rất là đông luôn á. Mà nãy mình đi rất còn sớm, mà giấc này đã tối luôn rồi, cũng này cũng khá là gần 7 giờ tối luôn đó, rồi mới cúng xong xuôi rồi mới thỉnh cơm xuống để cho tất cả trong đoàn để mà dùng cơm. Cơm cũng rất là đơn giản thôi, chỉ là cơm chay. Thì cả nhà mình đã cúng xong xuôi hết rồi, thì trở về phòng trọ để mà cả nhà để dùng bữa cơm, rồi đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây, rồi ngày mai sẽ tiếp tục cuộc hành hương đi đến điện Nguyên Long, thì mình sẽ review cho cả nhà cùng xem nữa nha. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube Kiềm Shopper. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà là mình vẫn tiếp tục cuộc hành hương ở Lâm Viên Thiên Cấm Sơn. Thì hiện tại mình ở đây là ở điện Nguyên Long. Ở đây là có một cái có cái hầm đó là đá rất là to luôn. Cảnh xung quanh ở đây cũng là rất là đẹp luôn á. Mình sẽ quay lại camera sau để các bạn xem thấy luôn. Mấy đoàn cuộc hành hương thấm dài á, đi 2 ngày một đêm. Quay cái cảnh buổi sáng á, cái và cái mây với mùa sương á, nó còn còn bay, còn thấy nhìn thấy lấp lấp như mấy cái đỉnh núi á. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Đây rất là gió luôn. Ủa, những cái đám mây nó nắp xà luôn. Bên đây là cái điểm mà mình làm tạo đẹp, cảnh đẹp quá luôn. Ở đây là điện Quỳnh Long của Thiên Cấm Sơn của tỉnh An Giang.
Rồi tiếp theo thì mình sẽ cuộc hành trình đi đến điện vô chư thần, rồi mình sẽ review tiếp tục cho cả nhà cùng xem tốt tục đó nha. Thì mời cả nhà cùng mình để mình đi đến điện chư thần. Đây là những cái bậc thang ở dưới chân điện Sơn Thần ở lâm viên núi Cấm của Thiên Cấm Sơn. Đây là toàn cảnh những trong gia đình của mình không à, gồm có ba mẹ rồi anh chị em ở trong nhà để mà mướn xe để mà đi chung. Đó. Đây lên tuốt trên cái dốc trên đó nữa, còn còn bước một cái dốc nữa rồi mới tới lên chánh điện. Rồi mình sẽ tiếp tục đi thôi. Ba mấy ngàn bịch. Ở đây. Ừ, từng bước thang, từng bước thang nè. Xem xét nữa. Rồi mình sẽ đi tiếp cận gần gần gần, gần đó, thì mình sẽ quay tiếp tục. Đó, nãy giờ từng bước, từng nấc lên. Bây giờ cũng sắp sửa tới chỗ cái quán quán bán đồ. À, quán này quán gì tên gì đây? Tuyết Anh. Nhà trọ tập thể Tuyết Anh. Hello. Có nhà vệ sinh tính giặt thoải mái. Trời ơi. Rồi đi núi là thở khinh khi khởm luôn. Nó toàn thể nè, toàn thể gia đình bắt đầu là đi đến, sắp sửa là đi lên viếng chư thần. À, đây cũng là quen thân thuộc ấy, mẹ vợ, sao là chị, các anh, sao là anh vợ thứ tư, đó, chung hết luôn. Kèm nước dừa ra. Mình đi vô quán đây thì cũng có bán những cái đồ, lát mình sẽ mua những cái bánh trái với nhang đèn thì chung đoàn lên để mà cúng, rồi mình sẽ review cho cả nhà xem tiếp tục đó nha. À, đây quán thì quán xá đây đều có võng cho mình khách mình nghỉ ngơi nha, ăn uống đủ đầy đủ. Bây giờ mình đã mua bánh rồi nhang nước cũng đầy đủ đủ hết rồi, thì mình sẽ đi lên bậc thang này để lên chánh điện để mà cúng. Cảnh xung quanh cũng trồng cây bông hoa rất là đẹp luôn. Cây là những cây núi không chứ không biết là cây gì luôn. Đây mình lên lên chánh điện của điện Sơn Thần luôn. Xin phép các ngài cho con được quay phim. Đây cũng có đoàn để mà đi thập phương á, cũng đi viếng. Đây nữa mà. Mình sẽ review toàn cảnh ở điện Sơn Thần ở Lâm Tiên núi Cấm của Thiên Cấm Sơn. Đây là Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn đây là trên chánh điện.
trên chánh điện một lát mình sẽ quay sau nha, mình sẽ quay ở dưới đây dưới trước. Đây có quan là quan chánh khí xin phép cho con được quay phim ạ. Đây là điện trên điện Sơn Thần, có thờ các vị thần. Còn kế bên đây là cũng tượng trưng một con ngựa để cho vị thần này, để mà cởi cái ngựa này đi. Rất là nguy nghi luôn. Mình sẽ đi quay toàn cảnh xung quanh. Trời lên đây thì cũng trời hơi nắng, hơi chói chói nắng. Chị của mình, cháu của mình nè, cũng lên chuẩn bị lên nè. Nghe của mình nha. Ở đây là hello, chào tất cả nha. Mẹ vợ của mình kính chào cả nhà luôn, chào tất cả luôn. Ở đây là cái là vò chư thần núi cấm nè. Vò chư thần núi cấm của tỉnh An Giang. Rồi mình cũng lên chánh điện luôn. Cho con xin phép chư vị sơn thần, chư vị năm non núi cho con được quay phim để làm kỷ niệm, để cho cuộc hành hương của đoàn chúng con. Đây là điện Sơn Thần ở núi Cấm ở tỉnh An Giang. Cảnh phía dưới là mẹ của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn ở dưới là các anh các chị để mà chuẩn bị sắp xếp bánh bánh nước để mà chuẩn bị để mà dâng cho cúng. Này ở dưới chưa ánh nắng nó chói, rất là chói luôn. Bánh trái thì chị mình cũng đem lên để mà sắp xếp lên để mà cúng chư vị sơn thần. Thì cái video của mình chia sẻ về cuộc hành hương về núi Cấm á, thì đến đây đây là ở điện Sơn Thần ở núi Cấm.
thì mình sẽ dừng cái video tại đây. Nếu cả nhà có xem cái video của mình, hãy nhớ like, đăng ký ủng hộ kênh của mình. Xin chào cả nhà.